Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, sáng nay, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cùng lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân. Đến thời điểm này, toàn tỉnh ghi nhận trên 2.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước và đã có 3 trường hợp tử vong. Trong đó, huyện Bình Tân và thị xã Bình Minh là hai địa phương có số ca mắc tăng cao, chiếm gần 1/3 số mắc sốt xuất huyết toàn tỉnh. Trước tình hình này, các địa phương cũng đã triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất diện rộng, diệt muỗi trưởng thành, mang mầm bệnh và tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Qua kiểm tra thực tế, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao công tác phòng chống sốt xuất huyết của huyện Bình Tân và thị xã Bình Minh. Tuy các ca mắc tăng cao, nhưng trung tâm y tế hai địa phương đã giám sát chặt chẽ ca bệnh, điều trị kịp thời, hạn chế trường hợp bệnh nặng. Để khống chế ca mắc, hạn chế ca chuyển nặng và tử vong do sốt xuất huyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các trung tâm y tế chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, xử lý triệt để các ổ dịch nhỏ, không để phát sinh ca mắc và bùng phát thành dịch. Sở Y tế rà soát trang bị kịp thời các thiết bị phòng chống dịch, đảm bảo thuốc, dịch truyền và tổ chức thu dung điều trị hiệu quả bệnh sốt xuất huyết. Tôi cũng đề nghị là chính quyền địa phương, đặc biệt là cơ quan chuyên môn là phải có cái đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn một cách chính xác, trên cơ sở là phân tích từ các cái số liệu, các cái ổ dịch mới phát sinh để thấy được những cái vấn đề nào đã làm tốt, những cái nào còn khó khăn hạn chế, như là về trang thiết bị để phun xịt, diệt lăng quăng, bọ gậy, những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái bệnh sốt xuất huyết, hay là về kinh phí để đảm bảo công tác phòng chống dịch, để có cái tham mưu với chính quyền địa phương và tổ chức triển khai thực hiện cho nó có hiệu quả. Cái vấn đề thứ hai nữa là cũng cần phải có cái sự phân công rõ ràng trong cái tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch, đặc biệt là cần huy động sự vào cuộc của các cái hội đoàn thể và đặc biệt là người dân để mà chúng ta làm tốt cái công tác tuyên truyền, đổi mới các cái hình thức làm sao cho cái tuyên truyền về sốt xuất huyết này nó phải cho người dân dễ tiếp cận là cái thứ nhất. Cái thứ hai là dễ hiểu.